vật xưa nào đó thì ông bà không mình, con biết thì con rảnh lúc nào con lên cái danh sách đó, con rảnh lúc nào con sẽ quay con gửi ông bà. Lớn tuổi ông bà không có thể về Việt Nam được nhưng mà rất là nhớ Việt Nam, nhớ quê hương, nhớ hình ảnh Sài Gòn xưa, thì ông bà cứ khâm mình thì con sẽ lên danh sách, thì con sẽ ghi cho ông bà xem đó, đây là cây cầu đỏ đây, và chúng ta không còn nhìn thấy cầu đỏ cầu sắt ngày xưa nữa, đó là con đường bê tông hồi xưa, cầu gỗ đó anh chị, cầu gỗ và nó bằng sắt mà nó sơn đỏ, ta gọi là cầu đỏ, bây giờ nó vẫn là tên cầu đỏ nhưng mà nó đường bê tông hóa hết rồi. Rồi chân thành cảm ơn anh chị đã cùng lang thang với những cái địa điểm như là đường Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, tại vì đây mình quẹo qua cầu đỏ, đường Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, Xóm Gà, ngã tư Xóm Gà, Trần Quý Cáp, nơi Trăng Long, cầu Băng Ki và cầu đỏ. Rồi bye bye các anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip sau, và hình ảnh muốn cho anh chị xem đó, cái cảnh cuộc sống cái người dân ven sông đó, kênh nước đen này nè. Nhìn ngoài nhiều khi thì chúng ta thấy nhà lầu cao tầng nhưng mà có một số cảnh rất là khó khăn. Rồi bye bye anh chị nha, nhìn cảnh này buồn đó. Rồi chúc anh chị lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc cho cuộc sống. Rồi bye bye, hy vọng chúng ta gặp lại trong những cái clip sau. Bye bye. Chào anh chị, sẵn tiện là Sunny đi con đường này quay luôn, thì Sunny sẽ lang thang với cung đường để gửi anh chị nha những cái tên rất là quen thuộc. Sunny đang đi đường Nguyễn Văn Đậu, và cái hướng này là chúng ta sẽ đi cung đường ngã tư Xóm Gà, Trần Quy Cáp, cầu Băng Ki, trên đường Nơ Chăn Long mà hồi xưa nó là con đường Nguyễn Như Học đó, và cầu đỏ, đó là cái cung đường mà chúng ta đi để Sunny quay cũng chia sẻ với anh chị các bạn với cung đường đó. Đây là ngã tư Xóm Gà ngày xưa. Ngày xưa nó đâu có xe cộ gì nhiều đâu anh chị, con đường này vắng hoe thôi, con đường Nguyễn Văn Đậu này nè. Chúng ta ngã tư Xóm Gà đó là Nguyễn Văn Đậu và Lê Quang Định. Rồi chúng ta sẽ đi suốt trục lộ này để chúng ta ra con đường Trần Quy Cáp nha anh chị, rẽ về cầu Băng Ki. Cái khu vực cầu Băng Ki mà mình đi con đường Nguyễn Như Học nơi Chăn Long bây giờ đó, thẳng ra có con đường cái cầu Bình Lợi mà đường rầy xe lửa anh chị đó, lâu ngày anh chị cũng không có về Sài Gòn thì những cái địa danh đó nó mại mại đây. Sunny cũng trình bày để anh chị hiểu rõ hơn. Đúng là thời gian ngắn thôi mà cái khu vực này phát triển kinh khủng. Hồi xưa nhỏ Sunny đi lúc đó, năm nay Sunny 45 tuổi nhưng mà lúc đó khoảng mười mấy tuổi Sunny đã đi con đường này rồi, cách này mấy chục năm rồi, khoảng 15-16 tuổi đó. Thì con đường này rất là vắng xe, đường rất là nhỏ, nhà cửa đâu có sung túc như bây giờ. Bây giờ thì quá sung túc, tất nhiên sung túc, nhưng mà cuộc sống ở Việt Nam đôi khi nó cũng khó khăn, có nhiều lúc nó cũng tạm bợ, nó không có bền vững anh chị. Sống là tiết kiệm dữ lắm, đi cày tiết kiệm. Rồi chúng ta qua cái ngã tư Xóm Gà, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào con đường Trần Quý Cáp. Con đường Trần Quý Cáp, nếu mà anh chị hồi xưa nhớ đó, thì một bên là đường Trần Quý Cáp, nó lại là nó có con kênh nhỏ băng qua cái cầu Băng Ki, và cái góc đó là nó có một con ngôi nhà Pháp rất là vắng vẻ, cây cối um tùm, và nó dốc giống như là Đà Lạt vậy. Sáng sáng mình đi nó có mờ sương như Đà Lạt trong sương.
cái hướng này chúng ta, con đường này là con đường Phan Văn Trị, và cái hướng này chúng ta về Gò Vấp, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ quẹo con đường Trần Quý Cáp nha anh chị. Ngày xưa bên trái thì không có nhà đâu, tàn cây cối, vườn tùm lắm. Phía sau cái dãy nhà này là một con kênh. Bên phải thì có dãy nhà và nó chiền, nó một chiền dốc để nó lại xuống bờ kênh. Và bờ kênh hồi xưa nó không ô nhiễm như bây giờ đâu. Nó nhìn nó thơ mộng lắm. Đây, ở đây có một cái cụm dân cư ở dưới dốc, anh chị thấy không? Dưới giống như là thung lũng vậy đó. Và xin đi nhớ là ngay kế bên nhà Pháp là có một quán cà phê thung lũng đó. Ở đây á, chị anh chị thấy không, nó giống như một cái thung lũng vậy đó. Chúng ta quẹo phải thì chúng ta về cầu Băng Ki, quẹo trái chúng ta về cầu Băng Ki, xin lỗi anh chị, quẹo phải thì hồi nãy thì chúng ta về Lăng Ông Bà Triệu. Đây là có ngôi nhà Pháp mà bị đập rồi anh chị, rất là tiếc. Và đây là đá quán cà phê thung lũng vẫn còn. Hôm nào thì mình uống cà phê mình gửi anh chị một số hình ảnh về quán cà phê thung lũng. Rồi chúng ta lăn bánh lên cái cầu Băng Ki, là một cái cầu kỷ niệm của một số anh chị sống ở Việt Nam thời gian trước ở khu vực này. Cái lộ trình tiếp tục đó, chúng ta đang đi trên con đường cầu Băng Ki nè anh chị. Đó, bờ kênh bây giờ nó đang thui á, đang thui rồi, nó hơi hăng mùi hôi. Rồi chúng ta theo con đường Nơi Chăn Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Bây giờ là con đường Nguyễn Như, hồi xưa là con đường Nguyễn Như Học, nói riết lẹo lưỡi. Anh chị thông cảm nha, vừa điều khiển xe vừa nhìn cảnh vật và vừa nói chuyện thì đôi khi nói cà lâm luôn. Trời thì nắng, đường thì bụi, nên anh chị rất là xin lỗi anh chị rất là nhiều. Chúng ta sẽ đi một đoạn nữa trên con đường này để chúng ta quẹo phải. Nếu mà chúng ta chạy thẳng là chúng ta sẽ gặp cầu Bình Lợi, cầu mà con đường rầy xe lửa nó chạy ngang đó anh chị, cầu sắt đó. Xa xa cầu sắt thì chúng ta thấy nhà thờ Fatima. Còn bây giờ thì mình không có đi vào đó, mình sẽ quẹo cái ngã ba phía trước là đến cầu đỏ. Và anh chị cũng rất là ngạc nhiên, cầu đỏ ngày hôm nay nó còn đỏ giống xưa hay không, nó còn cái cây cầu sắt ngày xưa hay không, hay là bây giờ nó đổi thay nhiều. Mời anh chị sẽ quẹo nha, quẹo và một đoạn nữa thôi là chúng ta chia tay rồi, chia tay trong lưu luyến. Ông thật sự mà nói, khi mà nói chuyện, mà khi mà có fan, mà có những cái anh chị động viên đó, cực kỳ lưu luyến. Và nếu anh chị cần hỗ trợ tìm nhà nào ha, nhìn lại cảnh vật xưa, thì các anh chị cô chú, đặc biệt các ông bà, nếu mà ông bà muốn nhìn lại cảnh vật xưa nào đó thì ông bà không mình, con biết thì con rảnh lúc nào con lên cái danh sách đó, con rảnh lúc nào con sẽ quay con gửi ông bà. Lớn tuổi, ông bà không có thể về Việt Nam được, nhưng mà rất là nhớ Việt Nam, nhớ quê hương, nhớ hình ảnh Sài Gòn xưa, thì ông bà cứ khâm mình thì con sẽ lên danh sách, thì con sẽ ghi cho ông bà xem. Đó, đây là cây cầu đỏ đây, và chúng ta không còn nhìn thấy cầu đỏ, cầu sắt ngày xưa nữa. Đó là con đường bê tông hồi xưa, cầu gỗ đó anh chị, cầu gỗ và nó bằng sắt và nó sơn đỏ, ta gọi là cầu đỏ. Bây giờ nó vẫn là tên cầu đỏ, nhưng mà nó đường bê tông hóa hết rồi. Rồi chân thành cảm ơn anh chị đã cùng lang thang với những cái địa điểm như là đường Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh. Đây mình quẹo qua cầu đỏ, đường Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, Xóm Gà, ngã tư Xóm Gà, Trần Quý Cáp, Nơi Chăn Long, cầu Băng Ki và cầu đỏ. Rồi bye bye các anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip sau. Và hình ảnh muốn cho anh chị xem đó, cái cảnh cuộc sống cái người dân ven sông đó, kênh nước đen này nè.
nhìn ngoài nhiều khi thì chúng ta thấy nhà lầu cao tầng nhưng mà có một số cảnh rất là khó khăn. Rồi bye bye anh chị nha, nhìn cảnh này buồn lắm. Rồi chúc anh chị lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi bye bye, hy vọng chúng ta gặp lại trong những cái clip sau. Bye bye.